Hello anh em, hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2020. Thì bên dụng cụ cầm tay NT cũng cũng vừa soạn ra được một mớ máy pin. Đó thì một mớ này á, coi như là một số máy pin này á thì coi như là mình sẽ ưu tiên cho anh em mà anh em thợ ha, coi như là mình sẽ bán hết nguyên lô luôn. Đó, bán hết nguyên lô luôn. Đó, bây giờ mình cũng xin báo giá luôn, một lô này là 50.000 một ký. Đó, cứ một lô này 50.000 ký, anh em nào mà nếu mà mình sẽ quay chi tiết hơn cho anh em xem một cái mặt hàng, anh em nào mà thợ mà thấy hợp lý thì xin liên hệ số điện thoại 0914711438, mình tận tình nha anh em. Rồi bây giờ mình cũng cho anh em xem một cái chi tiết luôn. Đó, mình cũng cho anh em xem một chi tiết luôn. Đó, có mấy cái tỉa cành nè anh em, tỉa cành Nati 12V, cái này là 12V ha. Đó thì mấy cái máy này là cũng như là mình không có làm mấy cái máy pin. Đó là cũng như là mình sẽ thanh lý hết để cho anh em mà làm những cái dòng máy pin ha. Đó, 1 ký là 50.000. Đó, mấy cái tỉa cành nè. Mấy cái tỉa cành, cái này là máy chặt nhánh chứ. Đó, cái lưỡi dao nữa nè ha. Con này thì nó có hiệu mắt nha anh em. Ý con này mắt cu mắt. Đó, cu mát là con này hiệu cu mát thì anh em làm pin anh em mấy cái dòng này anh em cũng đã biết rồi. Đó, mấy cái này mới nhật hết. Rồi có một cây bút cỏ nè. Đó, bút cỏ này đó thì bút cỏ bằng cước nha anh em. Đó, bút cỏ này bằng cước ha. Thì con này nó sử dụng pin thôi. Con này sử dụng pin 18V. Đó. Rồi những cái máy này á là cũng như là nó mình chưa có mà đụng bất cứ một cái máy nào, không như là mình soạn ra là mình con trong sọt mình soạn ra là không như mình lên luôn phục vụ cho anh em ha. Đó đây nè, có cái bình sạc nè, này là sạc của cái gì vậy? Cái này nó bị sút hay bị bể gì nha anh em. Bình sạc này hình như của Panasonic anh em. Con này là nó sử dụng là cái dòng sạc của nó là 10V8 cho tới 28V8 nha anh em. Đó, nó sạc pin lithium ha. Đó. Đó thì đây nè, cũng có mấy cái sạc thêm. Cái này là mình sạc của Bosch nè. Ha. Đó thì cái này là cũng như là mình chưa có đụng chạm gì hết á. Đó, cũng như là mình soạn ra sao là mình thảy vô trong đống là cũng như là mình cho anh em nào mà phù hợp thì cứ chơi thôi ha. Đó, 1 ký là 50.000. Rồi, cái máy này hình như bị bể rồi. Cái máy này bị bể rồi. Rồi mấy cái có mấy bê tông nữa nè. Cái này là khoan bê tông nha anh em. Này khoan bê tông là của Panasonic nè. À, con này thì nó sử dụng pin. Con này là sử dụng pin là 28V8 nha anh em. Đó, con này sử dụng pin 28V8 ha. Đó, máy thì đó. Rồi mấy con này là của dòng Nati. Nati của anh. Con này thì nó cắt ren ha. Máy cắt ren. Đó, 12V. Đây nè. Rồi mấy cái máy pin Nationan nè. Đó. Rồi cái máy là cái này là cái máy này là máy máy cắt mà guitar. Ha. Đó, máy cắt mà guitar con này sử dụng pin pin nhiêu? À, con này sử dụng pin 72 nha anh em. Sử dụng pin 72. Ồ, con này chạy luôn hả? Con này còn chạy nha anh em. Nó chạy. Ồ, ngon vậy. Thì cái này là sử dụng pin 72 nha anh em. Đó, máy cắt Makita rất là dễ thương luôn. Máy cắt mini Makita thì anh em cái hay như anh em mài đồ nhỏ 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 rất là sướng. Đó. Cái này là pin gì? Cái này là máy cái này là máy máy khoan Makita nha anh em, 7V2. Rồi. Đây là Nati Unan. Đó, Nati Unan mới sử dụng pin 12V ha. Đó, rồi có đèn pin nữa nè. Ô, cái đèn pin này đẹp quá vậy. Đèn pin này là 12V nha anh em, của hãng Ruby. Đó. Rồi mấy tâm đơn. Mấy tâm đơn nè. Mấy tâm đơn này thì sử dụng pin hình như không biết. Pin này chắc cỡ chừng 6V hoặc là 4V8 thôi. Đó, mấy con này. Đây nè. Mấy con này là tâm đơn là chẳng hạn như anh em mà nhà vườn rồi anh em tỉa cành được rất là sướng ha. Anh em chịu khó đổ pin vô là anh em xài rất là sướng.
đó thì anh em thợ thì cũng như là mình quay sơ lược qua cho anh em thợ xem đó, cũng như là phù hợp là cứ làm thôi. 1 ký là 50 ngàn đó, mình giao hết nguyên lô luôn. Rồi cái này là máy cưa kiếm nha anh em. Con này cưa kiếm là con này của hãng Hitachi ha, hãng Hitachi. Con này thì sử dụng pin 18V nha anh em. Đó, sử dụng pin 18V ha. Ở đây nè, cho anh em xem ngoại hình, cũng như là máy móc, là cũng như là mình soạn ra, là cũng như là mình lên luôn để phụ anh em. Rồi cái này là máy khoan Makita. Con này thì 9V6 à. 9V6. Này mình nó bị mắc cái đầu rồi anh em. Nó bị mắc cái đầu rồi. Con này thì của hãng Nationan nha anh em. Nó sử dụng pin cũng 12V luôn. Rồi. Cái này con này là cũng của hãng Nationan luôn anh em. Đó, con này thì nó sử dụng pin 7V2 ha. Đó, pin nó chắc nằm ở trong. Đó, pin nó nằm ở trong nha anh em. Nè. 7V2 luôn. Cái nhỏ chắc cỡ chừng mấy cái nhỏ là cỡ 7V2 hoặc là 4V8 thôi nha anh em, hoặc là 6V. Đó, mấy cái nhỏ vậy. Hai nhỏ vậy nè. Rồi, cái này cái gì? Bê tông hả? Rồi, cái này là bê tông Hitachi nha anh em. Đó, bê tông Hitachi ha. Đó, cái đầu còn rất là nhẹ. Đó, công tắc đâu nè. Ô, con này nó bị đè nha anh em, bị đè nó cắn gốc chỗ này, về anh em sửa lại. Rồi. Cái này là ruby nè. Ruby này là 12V ha. Đó. Nhìn này cũng rất là ok. Rồi cái này cái gì? Makita 14V4 ha. Đây. Ồ, chạy luôn. Ngon vậy. Này chạy luôn nha anh em. Đó, cũng như là máy này là cũng như là mình chưa có qua sửa, cũng như là mình chưa có đụng bất cứ một con ốc máy nào. Đó, cũng như là mình xỏ trong sọt ra là cũng như là mình lên mà để mình phục vụ cho anh em luôn. Thì anh em thợ nào nếu mà thích hợp thì xin liên hệ số 0914711438 ha, mình tâm tình. Đó, con này là của thằng Pet Tracker nè. Con này là pin chắc mình nghĩ chắc pin 12V. Con này sử dụng pin 12V nha anh em. Đó, con này thì nó cũng rất là đẹp đây nè ha, rất là đẹp. Rồi mấy máy nhỏ này chắc mình nghĩ pin như 7V2 thôi. Con này của hãng Makita đây. Rồi kế tiếp là con này là cũng của hãng Nationan nha anh em. Nationan 12V ha. Đó. Rồi con này là chắc cũng của hãng là Nationan luôn, nhưng mà con này nó sử dụng pin lùa nha anh em. Pin mình này chắc mình nghĩ chắc 14V4, mà cái máy này chắc nó bị đè nứt cái chỗ này luôn rồi, đè nứt cái chỗ này luôn rồi. Rồi đây nè, mấy khoan nè ha. Đó, cho như mình chọn ra hết cho anh em xem từ chi tiết luôn. Đó, từ máy luôn ha. Đó, máy khoan nè, cũng như là mình chọn ra từ cây cho anh em xem thôi. Đây. Này của Ruby 12V. Đó, Ruby 12V ha. Rồi con này thì tôi quay bên kia rồi quay zoom lại cho người ta thấy hết từ trong ra ngoài luôn. Ừ. Còn cái này là của thằng Nationan anh em. Nationan nhà mình nghĩ con này chắc pin 9.6 ha. Đó, pin 9.6. Đó. Đấy, để bánh để lại cho anh em thấy ha. Dễ thấy. Đó, dễ chơi. Đó, mình bánh giờ hết luôn cho anh em dễ chơi. 1 ký là 50 ngàn một ký nha anh em. Rồi đây nè, là máy cắt răng luôn nè, của hãng Hitachi ha. Đó, đây nè. Cái này bê tông của thằng Nationan 12V. Đây nè, bấm dít. Ô, cái này bị bể luôn rồi, bị bể rồi nha anh em. Cái này là của hãng Makita nè. Cái này sử dụng pin 12V nha anh em. Cái này là Nationan, con này 14V4 ha. Rồi con này
móc cái con này nó hình như là nó bù kẽm á, con này bù kẽm nè, con phanh kẽm nó bỏ không đây ha. Con này là của hãng, con này thì của hãng mắt nha anh em, đó của hãng mắt ha. Đó con này thì nhìn thấy khá đẹp á, cứ để nguyên ở khoảng từ từ cho anh em xem, đừng có thấy vô ở cứ phanh ra cho anh em coi xem tao dễ chơi chúng gì đó. Rồi tới con này là con này hiệu bót nha anh em, bót bê tông qua để chơi rồi. Con này thì con này nó phan bê tông anh em, nhưng mà nó bể hết trơn rồi. Con này chắc giờ anh em chỉ lấy đồ vết thôi, lấy đồ vết đó thôi ha, bị bể từ lửa hết trơn rồi. Rồi rồi kế tiếp là cái này máy bấm vít nè anh em, đó máy bấm vít ha, đó máy bấm vít. Rồi với là một số sạc ở đây đó, mình cho anh em xem nè, sạc là của Natiunan nè, đó sạc của Natiunan nè ha. Rồi với là mấy cái máy gì đây, mấy cái máy này thì cái mấy máy kích bình quá, nạp bình hay gì đó đây nè, đó nè. À, dây cổ nó là còn đầy đủ hết ha. Rồi máy gì nữa đó, đó về nhà đó. Đây máy gì, máy này là chắc mình nghĩ cái máy này chắc nó kích bình hay gì đó, đó nó cũng khá nặng ha. Rồi một số sạc đây nè, đó số sạc đó. Rồi sạc đó nè, đó có như đây sạc đó với lại một số pin nè, đó pin tùm lum hết trơn á ha, pin nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở thùng ra cho anh em xem luôn ở trong thùng ha. Đây đầu tiên là mình sẽ mở cái hộp sắt đi, cái hộp sắt này là cái hàng này rất là độc anh em, đó cái hàng này là hàng dữ luôn. Nó còn trong thùng còn đồ đầy đủ nha anh em, đó anh em nhìn nè, còn phá đồ đầy đủ hết đó. Cái này là của hãng Ruby nha anh em, hãng Ruby. Con này thì sử dụng pin 7V2 thôi đó, còn nguyên cái thùng sắt luôn. Giờ anh em lấy cái thùng sắt để đựng đồ nghề cũng ngon nữa. Rồi kế tiếp là qua cái này đi. Lưỡi nữa, lưỡi ngon vậy, lưỡi này lưỡi chú kiếm anh em. Con này có đâu một sắp lưỡi luôn nè. Lưỡi của Boss không, lưỡi theo máy hết, lưỡi của hãng Boss hết nha anh em, lưỡi cắt sắt, lưỡi cắt gỗ đầy đủ hết. Rồi lưỡi này nó có chiều dài là khoảng 20 cm, có lưỡi ngắn nữa nè. Đây là lưỡi của Boss luôn, chưa có xài qua luôn anh em. Rồi quay trong góc ra nè, cái này là máy này là cưa kiếm của Boss nha anh em. Cái máy gì này rất đẹp ha, cưa kiếm của Boss đó. Con này là anh em nhìn nè, có đồ đầy đủ hết. Đậu kìa, cái này là tốc độ chậm lẹ ha, đó đầu của nó còn rất là nhẹ luôn nè ha, đó không gơ một tiếng nào nha anh em, họ không gơ một tiếng nào luôn. Rồi một cái thùng này đó là cũng như là mình đã cho anh em xem thì anh em nhớ để ý nha. Rồi kế tiếp nữa là máy bấm huyết, con này là 14V4 đây, 14V4 ha. Con này thì nó có sạc đầy đủ đó, thì một cái thùng kế tiếp ha. Rồi kế tiếp nữa là cái thùng này, thùng này là của hãng Nati luôn, hai cục pin luôn nha anh em, hai cục pin mà cái sạc nó chắc mình nghĩ chắc nằm đâu trong đống bên kia quá đó, cũng như là mình chọn ra là cũng như là mình y để y như vậy luôn, cũng như mình không có sắp xếp gì lại hết á, không mình phục vụ cho anh em nó cho nó dễ. Rồi kế tiếp là của cái thùng sạc. Cái thùng sạc này đồ quá trời, đồ chơi quá trời. Con này là của hãng Hitachi nha anh em, con này là pin Li-ion 10V8 đây. Bưng con này phải tinh luôn ha. Rồi pin nữa nè, pin này là của Makita 10V8 đó. Rồi pin này nữa, pin Boss nữa nè, pin Boss 14V4 nha anh em đó. Rồi này, cái này cái gì vậy, cái này cái này máy này là cây con anh em, y chang như cây con vậy đó. Rồi cái này là mình nghĩ chắc bấm huyết quá, con này là bấm huyết nha anh em, đó bấm huyết mini ha.
Rồi cái này pin Hitachi 18V 5A. Đó. Rồi cái này gì? Hồi này mình có cái máy này được không? Cái này là pin pin Hitachi 36V anh em. Đó pin Hitachi 36V. Pin này pin Li-ion nha anh em. Rồi pin này pin gì? Bên này bên gì nè, bên này bên gì cái bóng kêu lùm lum hết đó. Bên này của hãng nào mình cũng không có rõ ha, nó ba số rồi. Rồi thì ở trong cái thùng Hitachi có một số đồ về nha anh em. Ê, con này nó còn pin luôn hay vậy? Con này hình như nó còn pin luôn nha anh em. Đó rồi thì cũng như mình cũng soạn được một số hàng đồ pin. Thì giống như là mình bên mình là giống như là mình không có làm những cái đồ pin này, thì mình sẽ thanh lý cho anh em thợ hết luôn rồi luôn, 1 ký là 50.000 ha. Và trong cái thời gian mà mình chốt cho anh em thợ là nếu anh em thợ nào lấy hết thì mình sẽ giao hết luôn cho anh em. Còn mà nếu mà những anh em thợ mà không lấy thì một số anh em mà chẳng hạn như em yêu khoa học, hoặc là anh em mà chẳng hạn như anh em muốn mua về sử dụng thì anh em sẽ tự đóng pin nha anh em, sẽ mua về là tự đóng pin vô xài ha. Chứ cái này là mình nghĩ là máy này chắc nó không có chết đâu, chủ yếu là cục pin thôi đó. Thì nếu mà anh em nào, nếu mà những mặt hàng này còn đó, anh em nào có chốt cái máy nào thì anh em cứ xem một cái đoạn clip đi, rồi cứ up lại một cái hình máy mình chọn đó, mình sẽ gửi qua Zalo mình sẽ tính giá cho anh em. Còn như giá mỗi máy này á, là mình sẽ tính cho anh em dao động là từ 100.000 cho tới là 500.000 một cây đó. Anh em nào thích cái máy nào thì cứ alo cho mình, hoặc là gỡ qua cái hình qua Zalo mình sẽ tính giá cho anh em trong thời gian mà mình chưa bán hết lô này ha. Còn mà nếu mà bán hết lô rồi thì anh em cũng thông cảm đó. Còn này như cái này là mình muốn bán là bán hết lô cho anh em thợ, để anh em thợ về người ta tự dọn. Rồi thì bữa nay là mình có một số mặt hàng rồi. Thì anh em nào mà nếu mà muốn hết chơi hết lâu này thì số điện thoại mình là 0914711438 đó. Địa chỉ của mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em mà muốn tới địa chỉ mà xem hàng á, thì anh em cứ search vô Google Maps dụng cụ cầm tay NT, là nó Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.